Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Đồ Họa Thuận Yến. Trong phần hướng dẫn Premiere CC 2020 hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng những file mod đây, để mình có thể tạo được những cái hiệu ứng chữ giống như thế này. Đây là một cái bộ Vintiq mình đã có chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể download những cái bộ file mod này ở trên cái group Đồ Họa Thuận Yến nè. Ở đây mình chia sẻ rất là nhiều dữ liệu, các bạn có thể lên đây để mình download một số cái file về để mình sử dụng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình sử dụng những cái file mod này như thế nào để mình tạo ra được những cái hiệu ứng chữ nó rất là đẹp. Ngày trước tiên là mình sẽ mở cái phần mềm Premiere lên. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình nha, thì đối với những cái file này á, thì mình nên cài cái phiên bản nó cao. Tại vì nó đối với những cái phiên bản Premiere thấp nó sẽ không hỗ trợ. Nó hỗ trợ từ cái phiên bản 2018 đổ lên nha. Nhưng mà mình khuyên là nếu các bạn sử dụng những cái file này á, thì nên cài cái phiên bản cao nhất để nó có thể mở được tất cả các file. Đôi khi trường hợp một số cái file mod các bạn download về các bạn không sử dụng được, do là nó được thiết kế ở cái phiên bản cao hơn. Nếu mà phiên bản của mình thấp như 2018 thì nó mà được thiết kế trên 2019 thì nó sẽ không có mở được. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng trên cái phiên bản 2020. Rồi đầu tiên là các bạn tạo cho mình cái Neural Set trước. Rồi, mình lưu ở trong cái thư mục Desktop. Set Folder, ok. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn một cái bộ Vintiq. Một bộ Vintiq nha. Thì làm sao mình import cái file này vào trong Premiere để mình sử dụng? Thì trước tiên các bạn sẽ bật cái giao diện Graphic lên cho mình. Bằng cách là mình có thể click trên đây nè. Click vào chữ Graphic. Hoặc là các bạn vào Windows Workspace chọn Graphic. Để nó hiện cho mình cái bảng Extension Graphic nha. Rồi, trong kế cái chữ Extension Graphic nè, các bạn click trái vào đây, chọn là menu Additional Folder. Rồi, ở đây mình chọn app ha, app. Sau đó mình sẽ chọn đường dẫn tới vị trí, tới cái thư mục mà mình chứa những cái file mod đó. Nè, ở đây mình chọn là nó nằm ở trong desktop, trong cái thư mục hướng dẫn file mod Vintiq Set Folder. Xong các bạn ok ha. Thì khi ok thì nó sẽ tự động, đây các bạn có thể kéo thanh trượt này xuống, các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ tự động import vào cho mình. Đây, đó, những cái hiệu ứng, title. Rồi, thì bây giờ mình làm sao mình sử dụng nó? Đầu tiên là các bạn tạo cái sequence bình thường cho mình ha. À, tạo sequence. Ok. Rồi các bạn chỉ cần giữ chuột trái nè, kéo cái title này qua. Keep. Ok. Ở đây là nó đang báo lỗi font á, thì mình ok thôi. Rồi. Báo lỗi font là do mình không có cài đặt cái font đó vào trong máy nha. Đây mình có thể chỉnh kích thước cho nó nhỏ lại nha. Các bạn click phải vào Scale to frame size để nó chỉnh kích thước. Mình có thể review mình xem cái hiệu ứng này trước ha. Nhưng mà các bạn sẽ thấy nè, do nó bị lỗi font thì nó đã đổi tất cả những cái đối tượng này về cùng một font rồi. Nè, nó cùng một font rồi. Thì bây giờ mình sẽ từ từ mình giải quyết cái vấn đề này cho các bạn nha. Nhưng mà trước tiên, ví dụ như các bạn muốn đổi hình, đổi chữ hay là đổi màu của đối tượng thì như thế nào? Mình sẽ qua cái bảng Extension Graphic nè, trong một Edit. Thì ví dụ như các bạn có thể đổi. Rồi các bạn có thể đổi chữ Summer này thành chữ Mùa Hè. Hoặc là Vintiq này là vui nhộn hay là cổ điển gì đó cũng được ha. Thích đổi gì cũng được. Bật đi.
Trước tiên mình đổi màu trước đây, mình thích đổi màu thì mình sẽ đổi ha. Đây, ok, đây nó sẽ đổi màu cho mình. Ở đây mình đổi thành màu trắng đi. Rồi ok, cái background này mình không thích background, bỏ background đi. Rồi bây giờ đây, cái chữ này. Rồi bây giờ mình không thích, mình muốn mỗi một cái chữ này nó sẽ có một cái phông khác nhau, nhưng mà ở đây nó sẽ không cho mình tùy chọn đổi phông á. Thì các bạn lưu ý mình thì những cái file mod này nè, nó được tạo ra từ đâu, mình phải hiểu nó trước thì mình mới có thể chỉnh sửa được. Thì những cái file mod này nó được tạo ra từ cái phần mềm After Effects. À, thì lúc nãy mình cũng quên lưu ý với các bạn là nếu sử dụng cái file này, ngoài trừ việc các bạn cài phần mềm Premiere thì các bạn cũng phải cài phần mềm After Effects, và nhớ cho mình là cài chung một phiên bản nha. Ví dụ như ở đây mình đang sử dụng cái Premiere 2020 thì mình cũng cài phần mềm After Effects 2020. Và bây giờ để mình đổi phông á, thì mình sẽ tiến hành chỉnh sửa cái file mod này trong After Effects. Thì cách làm như sau. Đầu tiên á, mình trở ra cái thư mục chứa cái file này đi ha. Ở đây hồi nãy mình đã sử dụng cái file này đúng không, viên tịch 01 nè. Thì bây giờ mình sẽ copy cái file này ra một bản nữa. Mình bash ở ngoài này đi cho dễ ha. Bây giờ mình sẽ mở nó lên với phần mềm After Effects để mình chỉnh sửa. Thì các bạn sẽ lo lắng là mình không có biết nhiều về cái phần mềm này thì rất là khó chỉnh sửa. Thì các bạn cứ yên tâm á, các bạn có thể tham khảo những cái series hướng dẫn cơ bản của mình về After Effects thì các bạn cũng có thể làm được tương đối một số cái thao tác trong đây. Rồi. Đầu tiên mình tạo new project bình thường thôi. Các bạn vào file. Các bạn sẽ open. Open lên ha, open project lên. Chọn đường dẫn tới vị trí lưu cái file đó. Viên tịch 2 nè, mình open lên nè. Thì thực chất cái file mod này nó là cái file motion graphic ha, nên bên After Effects. Nên mình cứ mở lên bình thường thôi. Extract. Nó sẽ báo là nó convert lên nè. Tức là do là cái motion graphic này nó được làm ở phiên bản thấp hơn nên nó sẽ báo cái lỗi này. Cái này thì không có vấn đề gì hết nha. Trừ trường hợp là mình làm ở phiên bản thấp thì mình không thể mở lên ở phiên bản cao thôi. Rồi ok, này nó báo loại phông. Rồi, thì các bạn sẽ thấy nè, nó đã xuất hiện cho mình một cái title. Để mình chỉnh sửa thì bình thường thì đôi khi nó sẽ không có nằm cái giao diện giống như vậy đâu. Các bạn có thể vào Windows nè, Workspace, các bạn mở cho mình thêm cái bảng Extension Graphic nữa, nó mới xuất hiện cái bảng này nha. Nhiều khi bình thường mặc định nó sẽ không có cái bảng này. Bạn vào Windows mở cái bảng Extension Graphic lên. Rồi bây giờ chỉnh sửa như thế nào? Thì ví dụ như cái chữ nè, chữ thứ nhất Summer. Viên tịch ha, chọn chữ viên tịch. Các bạn đây, chọn ngay đây nè. Rồi các bạn phải tắt mở để xem có nó là cái chữ gì, chữ Summer đúng không? Mình chọn ngay đối tượng, mình có thể kiểm tra nó trong cái tắt mở đây nè. Nếu nó là đúng đối tượng đó thì mình sẽ vào cái bảng character bên đây. Rồi các bạn có thể đổi phông cho mình nha. Ở đây mình sử dụng những cái phông Việt hóa. Đây mình sử dụng bộ phông UTM á, các bạn có thể chọn tùy chọn phông khác cũng được. Các bạn thích phông gì thì chọn phông đó thôi. Ở đây mình chọn ví dụ mình chọn phông này đi. Rồi, đây. Rồi, mình có thể tăng chỉnh kích thước đồ cũng được nha, hoặc là mình giãn cách dòng ra. Thì cái này cũng phải tùy thuộc vào cái chữ của mình. Mình ví dụ như mình muốn đánh cái chữ cái nội dung, cái chữ Summer này chỉ là cái chữ đại diện thôi. Còn ví dụ như mình muốn đổi thành cái chữ khác nó dài hơn nữa thì mình cho cái phông nó nhỏ xíu. Rồi chữ viên tịch nè. Tiếp. Tương tự. Viên tịch. Cũng đổi phông á. Tất nhiên là trước khi các bạn chỉnh sửa những cái này thì các bạn phải xác định là mình đang thiết kế cái gì và mình cần phông nào ha. Chứ mình sửa xong rồi nhiều khi mình không hợp thì mình lại mất công sửa lại. Nhưng mà cách thì cũng giống vậy thôi, thì các bạn có thể sửa nhiều lần cũng được. Rồi tiếp theo đây, test này ha. Rồi chỉnh phông.
Ngoài trừ chỉnh phong ra thì các bạn thích chỉnh những cái thuộc tính khác cũng được. Đây, ví dụ như mình thích cho nó to to ra, cho nó cao lên. Đây, được chưa? Rồi, nhưng mà các bạn phải chừa cho nó một cái khoảng cách để mình có thể đánh dấu nha. Rồi, sau khi mà mình đã chỉnh sửa xong, mình cảm thấy ok, mình thích cái phông này, thích kiểu như thế này. Và bây giờ mình làm sao mình đem vào Premiere, thì các bạn trở về cái bảng Advanced Graphics cho mình. Trong đây, trong cái bảng này nó có cái mục Export Motion Graphics Template nè. Các bạn chọn vào đây. Rồi nó sẽ kêu Save, thì mình cứ Save. Rồi mình sẽ chọn thư mục mình save trong cái thư mục hướng dẫn sử dụng file mod nè. Save. Rồi, ở đây khi mà nó xuất hiện cái bảng Export Emotion Template thì nó sẽ hỏi mình cái vị trí lưu. Thì ở đây nó có hai cái vị trí, một là Local Template Folder thì nó tự động nó lưu trong máy của mình, hai là mình chọn Local Write thì mình nên chọn cái này để mình dễ biết nó nằm đâu á. Rồi, Raw là mình sẽ chọn cái vị trí lưu. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái thư mục New Folder á. Mình đặt tên là đã chỉnh sửa đi. Rồi, mình sẽ lưu trong thư mục này. Save. Rồi, ok ha. Rồi, nó xuất hiện cái bảng này thì mình cứ tắt thôi, nó sẽ chạy như thế này hoài, các bạn cứ tắt. Ok. Sau khi mà nó hoàn tất cái quá trình này thì trong cái thư mục này, thư mục đã chỉnh sửa nè, nó sẽ xuất ra một cho mình một cái file mod và mình lại tiếp tục mình import vào trong Premiere. Thì cách import giống như hồi nãy thôi. Click vào đây. Chọn. Ép. Chọn lại cái thư mục nãy ha. Đã chỉnh sửa. Select folder. Ok. Rồi các bạn trở lại thư mục Raw nè, trở lại cái tab Raw nè. Thì các bạn sẽ thấy đây, chọn cái Summer này nè, nó đã đổi sang cái phông mà mình chọn rồi nè, các bạn nhìn thấy nó review đây. Các bạn nắm giữ chuột trái lôi nó qua cửa sổ timeline á, các bạn sẽ thấy nè. Rồi phải mình chỉnh kích thước lại cho nó vừa với khung hình của mình ha. Scale to frame size. Rồi đây, nó đã đổi phông. Các bạn sẽ thấy là nó rất là giống, nó sẽ giống với cái file mà mình đã chỉnh sửa bên After Effects. Đấy, đây là cách để mà mình tạo ra cái file mod hay là cái file motion graphic template từ cái After Effects và mình đem vào mình sử dụng bên Premiere. Và muốn chỉnh sửa thì mình phải mở lên với After Effects và mình chỉnh sửa. Rồi, bây giờ mình sẽ ví dụ mình chỉnh sửa cho các bạn thấy nè. Mình có thể bỏ background đi. Mình thích mình đổi màu á. Summer. Mình thích mình đổi màu vàng, bữa nay là vào background màu gì cũng được đó. Con này vào background này, nó ẩn đi rồi. Đây. Giờ mình đổi tên á, ví dụ như mùa hè. Rồi. Đấy, mùa hè của mình à, rồi các bạn đã thấy là mình đã có thể sử dụng cái file này. Và ví dụ như mình thích thì mình có thể import một cái video, một cái hình bất kỳ vào cũng được á. Đây mình cũng có hình biển, một video hình bất kỳ gì cũng được. Tại vì cái file này là cái file trong suốt không nền, mình có thể sử dụng được, ẹp lên bất kỳ cái video nào cũng được. À, các bạn đấy, khá là thú vị đúng không? Thì đây là cách để mà mình có thể sử dụng được những cái file mod để tạo được những cái hiệu ứng title khá là đẹp. Ngoài ra thì trong Premiere nó còn hỗ trợ cho mình một cái plugin đó là New Blue Title R6. Thì đây là cái plugin cũng có thể tạo ra được những hiệu ứng chữ sinh động như thế này, và mình sẽ có một cái tutorial hướng dẫn riêng
Thì rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Nếu mà bạn nào còn thắc mắc về cái phần hướng dẫn này thì các bạn có kết bạn Facebook với mình. À, đây là Facebook của mình nha. Mình có thể nhắn tin và trao đổi để mình hiểu rõ hơn cái vấn đề này. Hoặc là các bạn có thể vào group nè. Khi mà các bạn làm được các tác phẩm nào đẹp thì các bạn có thể đăng lên đây để mình trao đổi với nhau ha. Hoặc là nếu bạn nào cần cập nhật thêm kiến thức thì các bạn có thể subscribe hoặc follow cái kênh của trung tâm để có thể là nhận được những cái video mới nhất của mình. Ở đây là cái trang web của trung tâm tinhocđồhoa.org. Thì bạn nào có sở thích hay là muốn học về các khóa học biên tập hay edit video thì các bạn có thể lên đây để tham khảo những các khóa học này nha. Rất cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của mình.